Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ bảy ngày 29 tháng 12. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên công tác khóa sổ năm ngân sách 2018. Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ cưỡng chế 56 trường hợp vi phạm hành lang thủy lợi. Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Hiệu quả từ triển khai mô hình điểm an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Tai nạn giao thông trong tháng 12 năm 2018 vẫn diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 28 tháng 12, tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt động viên các đơn vị thuộc khối tài chính ngân hàng trong tỉnh làm công tác khóa sổ ngân sách năm 2018. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị thuộc khối tài chính ngân hàng. Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính, đến hết ngày 28 tháng 12, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 13.168 tỷ đồng, đạt 109,68% dự toán, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chế độ chính sách tiết kiệm đúng quy định. Tại hội nghị, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Chi cục Hải quan Hưng Yên báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước, hoạt động tín dụng năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh năm 2018 là năm thứ hai tỉnh tự bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước và có điều tiết về Trung ương. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc điều hành, bảo đảm thu chi ngân sách nhà nước theo dự toán giao. Việc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được năm 2019, các đơn vị cần làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp và đúng dự toán, tiết kiệm và hiệu quả. Thời điểm này, các hộ dân làm bánh đa bún phở khô ở làng nghề thôn Đội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ đang tích cực sản xuất để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần. Làng nghề bánh đa bún phở khô thôn Nội Mai đã hình thành từ lâu đời, hiện nay còn trên 20 hộ làm nghề, với các trang thiết bị máy móc đảm bảo chất lượng, bánh, bún sạch, không sử dụng chất bảo quản, chất tẩy trắng. Mỗi ngày, một hộ có thể làm từ 3 đến 4 tạ gạo, một tạ gạo cho thu về khoảng 95kg bánh. Bánh đa Nội Mai có vị ngon đặc biệt, độ giòn vừa phải, khi nấu không bị nát nên được thị trường ưa chuộng. Sản phẩm bánh đa Nội Mai được xuất ra với giá bán 14.000 đồng kg, tạo việc làm cho nhiều hộ gia đình với mức thu nhập khá như gia đình anh Trần Văn Thắng, Đỗ Văn Quỳnh. Từ năm 2013 đến nay, các hợp tác xã chuyển đổi và thành lập mới hoạt động theo luật hợp tác xã kiểu mới ở huyện Yên Mỹ đều đạt được những kết quả tốt. Toàn huyện hiện có 20 hợp tác xã, trong đó thành lập mới 3 hợp tác xã, 17 hợp tác xã đã tổ chức lại hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, liên kết từ khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho đến cung ứng giống vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các hợp tác xã kiểu mới đều có mức doanh thu bình quân đạt từ 100 đến 500 triệu đồng một năm, thu hút hơn 1,2 nghìn thành viên và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trên địa bàn huyện với mức thu nhập trung bình từ 2 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Điển hình như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Phú đã tham gia xây dựng vùng sản xuất rau an toàn với diện tích gần 20 ha, sản lượng mỗi năm đạt trên 1.000 tấn. Các hợp tác xã Hoàn Long, Vượng Phát đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành vùng sản xuất cây ăn quả, vùng trồng rau màu tập trung, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Với phương châm vận động tuyên truyền để người vi phạm hiểu tự giác thực hiện và các trường hợp dễ làm trước, khó làm sau, đến nay trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã có 13 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Trong đó, năm 2018 có 13 hộ tháo dỡ công trình vi phạm như lều lán, công trình phụ xây trên đất nông nghiệp để trông coi.
Riêng trong ngày 26 tháng 12, đã có 3 hộ dân ở thôn Phú Cốc và Cốc Khê của xã là hộ ông Ngô Văn Thắng, Vũ Văn Luyện và Nguyễn Văn Hiền đã tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Do các hộ này khó khăn về nhân lực nên xã đã cử người ra để hỗ trợ. Được biết, xã Phạm Ngũ Lão vẫn còn hơn 40 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, chủ yếu là xây dựng nhà, công trình phụ, tường bao từ trước khi có chỉ thị 02, ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện xã đang rà soát và tiếp tục tuyên truyền vận động, đồng thời lập kế hoạch xin ý kiến Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động để cưỡng chế giải tỏa với các hộ cố tình chây ỳ không tháo dỡ. Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ vừa tổ chức cưỡng chế giải tỏa 56 trường hợp vi phạm lấn chiếm, xây dựng hành lang thủy lợi tại kênh Boy thuộc địa phận thôn Liêu Trung. Các trường hợp vi phạm đã lấn chiếm khoảng 400 mét dọc trục hành lang kênh Boy để xây dựng lều lán, tường rào trồng cây. Trước khi cưỡng chế, Ủy ban Nhân dân xã Liêu Xá đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân tự phá dỡ công trình vi phạm. Do có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nên việc cưỡng chế giải tỏa vi phạm diễn ra an toàn, đúng luật và nhận được sự ủng hộ đồng tình của đông đảo nhân dân địa phương. Việc xử lý các trường hợp vi phạm tại kênh Boy đã giải quyết tình trạng tắc nghẽn dòng chảy trên địa bàn, đồng thời thể hiện sự cương quyết của chính quyền địa phương trong việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chăm lo động viên cho công nhân viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu tổ chức thăm và tặng quà cho các đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Tổng số là 34 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn May Minh Anh 20 suất, công ty trách nhiệm hữu hạn Hannes Brand 14 suất và công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Quảng Phong 10 suất. Đây là hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu tổ chức hàng năm để bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đồng thời mong muốn các công nhân viên lao động không ngừng nâng cao trình độ học vấn nghề nghiệp, tích cực nghiên cứu, đề xuất các đề tài khoa học, sáng kiến kỹ thuật và các giải pháp hữu ích, nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi ở tỉnh ta. Tại đây, 33 em học sinh vượt khó học giỏi ở các huyện Khoái Châu, Mỹ Hào và Văn Giang đã được nhà tài trợ trao tặng mỗi em một chiếc xe đạp. Tổng giá trị phần quà là 50 triệu đồng. Được biết, chương trình trao tặng xe đạp là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình SHB Chia sẻ yêu thương, thắp sáng tương lai, được Ngân hàng SHB triển khai nhằm giúp cho các em học sinh vơi bớt khó khăn, tạo động lực giúp các em tiếp tục học tập, rèn luyện tốt. Vừa qua tại chùa Nôm, Hội Hán Nôm huyện Văn Lâm đã tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Hán Nôm huyện Văn Lâm có tổng số 132 hội viên là những người yêu thích và có nhu cầu học tập, nghiên cứu Hán Nôm. Số lượng hội viên trong hội ngày càng tăng, phát triển ở hầu hết các xã thị trấn của huyện Văn Lâm và một số xã của huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Hán Nôm huyện Văn Lâm đã tổ chức được nhiều hoạt động, góp phần bảo lưu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tiêu biểu như mở các lớp truyền dạy chữ Hán, chữ Nôm, tổ chức tìm hiểu, nghiên cứu và dịch thuật các hoành phi, câu đối ở các di tích trong huyện, tổ chức các hoạt động viết thư pháp, sáng tác văn thơ. Đại hội đã bầu ra 13 thành viên và ban chấp hành Hội Hán Nôm huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 28 tháng 12, cơ sở điều trị cai nghiện ma túy của tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Yên Mỹ và Công an 6 xã, khu vực liên kết về công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, tổng kết công tác liên kết về an ninh trật tự. Việc liên kết giữa cơ sở điều trị cai nghiện và các đơn vị lực lượng công an các cấp để chủ động tham mưu về công tác phòng chống ma túy, nắm chắc tình hình diễn biến về người nghiện ma túy, phối hợp thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Qua đó, việc quản lý các đối tượng và điều trị được tốt hơn. Gần 200 đối tượng điều trị bệnh tại trung tâm đều có sức khỏe tốt. Nhân dịp này, trung tâm đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ giữa cán bộ quản lý tại trung tâm và các học viên đang điều trị cai nghiện, đã mang ý nghĩa tình cảm, làm cho các học viên có tinh thần vươn lên, phấn đấu trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội.
Khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên vừa tiếp nhận 3 trường hợp trong một gia đình nghi bị ngộ độc bột dinh dưỡng giúp tăng cân. 3 bệnh nhân là ông và 2 cháu nội cùng ở xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, trong đó người ông là Nguyễn Hữu Chiêm, 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, còn 2 cháu nội là bé Nguyễn Thái Thiên Bảo, 8 tuổi và Nguyễn Tùng Lâm, 5 tuổi, nhập viện trong tình trạng buồn bực chân tay, co giật, nhận thức kém. Qua chẩn đoán lâm sàng, các bác sĩ kết luận cả 3 bệnh nhân đều có dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm chức năng và đã được tiến hành rửa ruột kịp thời. Sau đó, 3 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Trước đó, theo mẹ của 2 bệnh nhi kể lại, buổi sáng chị có pha cho 3 ông cháu, mỗi người 1 cốc bột dinh dưỡng giúp tăng cân. Sau khi uống khoảng hơn 1 tiếng thì cả 3 đều có biểu hiện trên và đã được gia đình đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã xây dựng mô hình điểm về đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể tại các trường học, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Với sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo giám sát, hướng dẫn xây dựng mô hình của chi cục đã góp phần phòng ngừa ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã đánh giá và lựa chọn 5 cơ sở để triển khai xây dựng mô hình điểm gồm bếp ăn tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Daikin Air Conditioning, bếp ăn tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsuba Emtech Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, bếp ăn tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAP, bếp ăn tập thể trường mầm non Tư Thục Họa Mi, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, bếp ăn tập thể trường mầm non Sơ Lưu Xá, huyện Yên Mỹ. Chi cục đã xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm cho đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm tại các cơ sở được lựa chọn. Sau 3 tháng hướng dẫn và giám sát, 5 mô hình điểm đã được bổ sung những kiến thức về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao được nhận thức về vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua đó, nắm tình hình, kiểm tra, đồng thời hướng dẫn, chỉ ra những điểm làm được và nhược điểm để các bếp ăn khắc phục kịp thời. Từ cái nắm bắt được kiến thức thì chúng tôi đã chỉ đạo tổ nuôi dưỡng thực hiện đúng cái quy trình chế biến theo cái quy định và chúng tôi bố trí sắp xếp lại những cái đồ dùng trang thiết bị trong cái phòng chế biến làm sao cho nó phù hợp với các cái quy trình chế biến và đảm bảo được cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì từ đó thì chúng tôi thấy là cái công việc chế biến thì thứ nhất là thuận tiện, thứ hai là đảm bảo được cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo cái suất ăn của các con là an toàn. Thì trong quá trình vừa rồi thì thực hiện cái nghị quyết của Sở Y tế 1140 ấy, thì với sự chỉ đạo hướng dẫn của chi cục cũng như các nhân viên của chi cục thì công ty VAP đã thực hiện rất tốt những cái hướng dẫn của chi cục, trong đó đặc biệt là nâng cao được cái kiến thức chuyên môn về vệ sinh thực phẩm lên một cái tầm cao mới. Cái thứ hai là việc sử dụng test nhanh thực phẩm đã được hiệu quả chính xác. Cái thứ ba nữa là các cái quy trình công đoạn được chi tiết hơn, hiệu quả hơn, để nó tạo cái công việc của mình nó rút ngắn được công đoạn và hiệu quả trong công việc, và đặc biệt là cái ý thức của công nhân, nhân viên chế biến thực phẩm ấy, thì các công đoạn nó họ nâng cao được ý thức hơn. 5 cơ sở được lựa chọn triển khai mô hình điểm qua kiểm tra đều đạt các tiêu chí đánh giá mô hình điểm an toàn thực phẩm và được lắp bảng mô hình điểm về an toàn thực phẩm. Nhờ sự hướng dẫn tuyên truyền nên trong năm 2018, ý thức của người dân, cá nhân, tập thể đã được nâng lên cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Với việc xây dựng các bếp ăn tập thể này sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh. Đây cũng sẽ là địa chỉ để các đơn vị đến tham quan, học hỏi và triển khai xây dựng các bếp ăn an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho học sinh, công nhân. Đây là một trong những cái tiêu chí mà để làm tốt cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn tỉnh. Thế và chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong những năm tới đấy thì cũng sẽ cố gắng làm sao đó để xin kinh phí ngân sách để xây dựng nhiều hơn các cơ sở được lựa chọn để làm mô hình điểm và nhân rộng nó ra trong cả tỉnh để đạt cái hiệu quả cao và đảm bảo cho người dân của tỉnh Hưng Yên được sử dụng những cái sản phẩm thực phẩm an toàn nhất.
Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 12 năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người và làm bị thương 10 người. So với tháng 11 năm 2018, số vụ tai nạn giao thông tăng 1 vụ, số người chết giảm 9 người và số người bị thương tăng 9 người. Nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông vẫn là do người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt xe ra quy định. Các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp là huyện Khoái Châu xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, làm bị thương 3 người. Huyện Mỹ Hào xảy ra 4 vụ, làm chết 1 người, làm bị thương 2 người. Trong tháng 12, lực lượng chức năng tỉnh đã xử phạt hành chính trên 1.700 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt gần 1,8 tỷ đồng, tước 260 giấy phép lái xe và tạm giữ 721 phương tiện vi phạm các loại. Hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 385 hiện đang bị các hộ dân chiếm dụng để chất hàng hóa, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Tình trạng trên xảy ra nhiều trên tuyến đường 385 qua địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra từ lâu nhưng vẫn chưa được cấp chính quyền, cơ sở và ngành chức năng xử lý vi phạm. Việc chiếm dụng hành lang giao thông kéo dài cả 100 mét để chất hàng hóa đã mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị che khuất bởi hàng hóa, không chỉ gây ảnh hưởng cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên đường tỉnh 385, mà tình trạng chất hàng hóa sát mép đường sắt còn làm ảnh hưởng đến sự an toàn của các chuyến tàu. Trước tình trạng trên, đề nghị xã Lạc Đạo và các cơ quan chức năng của huyện Văn Lâm sớm giải tỏa các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Vạch kẻ đường là một dạng biển báo hiệu nhằm hướng dẫn điều khiển người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường theo quy định của luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên hiện nay, trên quốc lộ 39, hệ thống vạch kẻ đường bị mờ đã gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các phương tiện cũng như áp dụng xử phạt phương tiện vi phạm. Qua ghi nhận trên quốc lộ 39, có rất nhiều nơi vạch chỉ dẫn đường bị mờ gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Nhiều đoạn chạy qua địa bàn các huyện Kim Động, Khoái Châu và Yên Mỹ gần như không còn vạch sơn kẻ phân làn, nhiều nơi mất hẳn, cả những nơi vạch kẻ đường cho người đi bộ, gờ giảm tốc cũng biến mất hoàn toàn. Không chỉ ảnh hưởng tới lưu thông, vạch kẻ đường bị mờ cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý các hành vi vi phạm của phương tiện, đặc biệt trong việc xử lý các vụ va quệt, tai nạn giao thông. Vạch sơn làn đường có giá trị làm căn cứ pháp lý xác định lỗi của các bên liên quan. Hiện nay trên quốc lộ 39 thì hạ tầng giao thông thực sự vẫn chưa thực sự đồng bộ. Đặc biệt là về cái vạch kẻ đường, nhiều nơi thì bị mờ, nhiều nơi thì bị mất. Do vậy là cũng gây ảnh hưởng rất lớn đối với người tham gia giao thông để lưu thông trên đường. Thứ hai nữa là nó cũng là ảnh hưởng đến gây rất nhiều khó khăn cho cái việc xử lý của những lực lượng chức năng. Qua đây thì tôi xin kiến nghị với tất cả các ngành chức năng, đặc biệt là cái cơ quan quản lý đường bộ của quốc lộ 39 nhanh chóng hoàn thiện mặt các cái bất cập như cái vạch kẻ đường này để người tham gia giao thông được lưu thông được thuận lợi. Hai nữa là để lực lượng chức năng chúng tôi xử lý và để đảm bảo được trật tự an toàn giao thông. Theo luật giao thông đường bộ, vạch kẻ đường thuộc hệ thống báo hiệu đường bộ, chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại và không thể thiếu trong kết cấu hạ tầng giao thông. Về nguyên tắc, nó làm căn cứ để người tham gia giao thông xác định đâu là làn đường mình được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Còn đối với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, căn cứ vạch sơn làn đường để kiểm tra nhắc nhở xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý đường bộ quốc lộ 39 sớm có biện pháp khắc phục, duy tu, bảo dưỡng và sơn lại vạch chỉ dẫn để người tham gia giao thông thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Các trang trại gia trại nuôi gia cầm ở Ân Thi chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Nông dân xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang làm giàu từ cây quất cảnh.
tăng giá nhiều dịch vụ y tế từ đầu năm 2019, nhưng không ảnh hưởng đến người tham gia bảo hiểm y tế. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.